Theo báo cáo công tác y tế Tết Giáp Thìn của Bộ Y tế tổng hợp từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ, trong 6 ngày Tết Giáp Thìn từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 2, các cơ sở y tế trên cả nước tiếp nhận hơn 320.000 lượt người bệnh khám và cấp cứu, tăng 30,2% so với cùng kỳ Tết Quý Mão. Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là hơn 117.000 người, tăng 2,1%. Số ca phẫu thuật cấp cứu giảm, có hơn 13.000 ca sinh nở, giảm 7,3% so với cùng kỳ Tết năm trước. Về tai nạn giao thông, trong 6 ngày các cơ sở y tế trong cả nước tiếp nhận khám cấp cứu cho khoảng 19.700 trường hợp, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông là 105 trường hợp, giảm hơn 21% so với cùng kỳ Tết năm trước. Đặc biệt năm nay, số ca tai nạn do pháo nổ, chất nổ tăng cao. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến mùng 4 Tết có 583 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa. So với Tết năm trước, tăng 52%. Trong số này có tới 302 trường hợp phải nhập viện điều trị. Ngoài ra cũng có 82 trường hợp khám cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế khác, tăng 60 ca so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Trong đó có 5 trường hợp tử vong, tăng 3 trường hợp